đó hộ em đó, anh ok phải lo cho ok người ta hộ em riêng chứ. em á. Nhưng mà như thế này nhá, anh thấy ấy, khi mà yêu nhau ấy thì mình phải đặt cái lòng tin vào nhau, không cần phải gọi là mình theo dõi hay làm cái gì hết. Tại Đúng vì làm như rồi vậy ấy đúng rồi thì đúng con rồi gái người ta sẽ rất là buồn, tại vì em đúng là một thằng không tin đúng tưởng người ta, đúng không chưa? không em có Đúng bảo là rồi, không nên tin tưởng là đâu, em có bảo là không tin tưởng đâu. nhưng mà em bảo gửi gắm như vậy là không tin tưởng Không rồi, phải là em không bảo được. là, Đúng ý rồi. là trông trông ở đây có nghĩa là kiểu vừa bảo vệ này, xong rồi còn À là ngó hộ này. Đấy, ví dụ người ta ngó đói thì hộ. anh mua hộ đồ ăn cho người ta, bảo là thằng đẹp nó quan tâm đến em, đúng không? Đấy, nó nhờ anh mua đồ ăn cho em. Đấy, Cái mua đó nhưng mà mua thì đồ ăn nó đó nhá, đừng có được ăn người ta được. luôn đó, thì tôi công chuyện với ông Linh đó. Ở đây Cái đây đây đó đó, đừng được, có. không vỗ tay lòi le. Cái đó được, nhưng mà trước hết đó là trước khi em đi á thì em vay trước cái tiền trong tù này để cho anh đi, để anh mua đồ ăn cho Vân nhá. Rồi bao Ừ, tiền đưa nốt sao cho anh đi Phong, thôi anh cầm đi hộ chưa? tù mất tiền là Ừ. sao? Không vào Trời trong ơi, này chứ cũng bây mất giờ đấy, trong này người ta chấn lột đấy. thì anh mà dưỡng dễ kiếm đó mày, lá mít hả? gì Đúng rồi. mua mua hổ cái bánh sandwich 12 đồng không hiểu tí Bây cả. giờ đưa 12 năm đồng ngàn đi, nào? bây giờ mày ở tới 20 mấy năm rồi, mày đưa 5 ngàn đi, 20 mấy năm, 5 ngàn là quá rẻ mày. Đúng rồi, đưa 5 ngàn Đúng đi. rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, Đưa năm hai mươi ngàn cho mấy anh. năm đưa 5 ngàn. Mỗi đứa 5 nghìn. Ừ, cái này là tiền Mỗi đứa ăn 5 tiền nghìn đi. uống thôi Ừ, mà hay tiền. đấy, tao ra xếp hàng luôn. Ok, Hợp em lý đưa, à, hợp em lý đưa, à. em tin Từng tưởng mỗi em, đứa em 5 đưa nghìn. em chỉ Đúng tin tưởng một người thôi, đó là người anh trai rồi. ruột phùng Rồi, phọc cứ của chuyển em khoản cho anh đó. nha. Không không em đưa tiền mặt luôn. Ừ, cứ đưa tiền mặt cho anh cũng được. Chứng minh nhân dân của anh là 161. Rồi đổ má đứng xa quá không được, phải chuyển khoản này. Ơ, Vân à. Gì đấy? Ờ, thằng Đép nó đi rồi, tối qua đón nhá. Anh Có nghe thấy gì không? Anh phụ khoa. Anh Ừ, anh để thấy mắt rồi cho nhá, anh anh thấy để rồi, anh anh để thấy mắt hộ 5 tôi nghìn nhá. nhá. Không 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 nhưng Anh mà thấy là anh có nghe thêm một cái chuyện nữa không? Đừng Là lo, nếu đừng nếu lo, đừng lo, mà đừng lo được anh em ơi. được được được, nếu mà có Rồi. sự tình thì anh em cứ là dao dìu kiếm trợ súng ống là chuẩn bị hết cho anh nhá. Ok, nhưng mà Để nhá, đợi ngày anh ra tù thôi. theo như anh tiếp xúc với Vân một thời gian ấy thì anh thấy Vân là một con người cũng gọi là sống kín đấy, cái thứ nhất Đó, là, đúng. với lại là anh thấy là cũng chung thủy đấy. Anh trai, đúng anh trai em nói khéo thế. Thì chiều Ừ, anh mà anh đang thấy là ok lại bị rồi. vãi đi mất rồi rồi Lại bị rồi. dài luôn á bà mẹ đấy, thì Hoài luôn chia á. tay đi đây mất. Sao thế nhở? Đi mà sao cứ vào đây là bị thế? Đi con mẹ, cái nhà tù này. Cay thế là cái nhà tù nó bị làm sao không ạ? Không hiểu kiểu gì. Bực thực sự, tụt hết cả hứng ạ. Đéo hiểu kiểu gì ấy. Cày vai cả biểu tôi đéo hợp tù đâu, cứ vào tù là bị crash. Đéo đi tù được rồi. Này là mình ý là ý, ý ý ý ý bảo là các lực lượng chức năng là thả em ra sớm sớm rồi đi tạm thời. Tụt hết cả mút đó. Đang giải quyết crash game được thế đéo nào. Ô kìa sao crash cả chim luôn rồi. Alo. À đâu có crash đâu. Mà không hiểu luôn á, đi tù bực thế nhỉ. À không crash chim à? Tôi bị làm sao ấy. À cái tù bực thế nhỉ. Đây 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 đây. Sorry các bạn nhé. Nhà tù bị làm sao lúc chắc chắc là do kiểu nhà tù này nó mệnh hệ gì với tôi rồi. Tôi nãy giờ tôi đứng ở dưới kia có bị làm sao đâu. Cái lắc anh mua ở đâu chả biết là. Bực thế nhỉ. Đang giải quyết cái grab kia đi. Mẹ. Anh đang sáng ở trên màn hình. Có để GTA ở đây đâu. Lung linh. Mỗi mình anh bị Quen à? là bạn Ừ, mình. bực thế. Không là những Để cái mình mỗi cái đi nhà tù ấy qua bị à? từng ngày Tôi đứng ở trôi dưới kia qua, con sao thêm đâu? thêm say thêm ca. Chỉ Mẹ cần mỗi ngày thêm mì. ta. Bực thế nhở? Bực đéo chịu được. Nó bị làm sao các không? Không ở dưới kia thì không sao, nhà tù ấy thì bị. Tắt tắp vớ vẩn đi, tắt hết rồi đấy, có cái gì đâu. Có phải thiếu Thế RAM lắm. đâu. Cái thứ nhất Trời nha. ơi. Cái thứ hai ấy là thằng em của em nó làm trong công ty là đã được một hai lần gọi là nhân viên xuất sắc chăm chỉ của từng đấy, mà bây giờ Đúng. mất mất đi một người như vậy thì gọi là cũng là một tổn thất cho cái công ty đấy. À, đúng đây là đúng của đúng công rồi sếp ty Khôi ạ. anh chứ. Đúng 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 đúng, anh Khôi đó chứ phải, anh Khôi đó chứ Thì phải. sếp sếp xem xét làm sao, sếp giam mẹ nó luôn giùm em đi. À Ơ dạ. đúng rồi, ở nhà Nói đây là vậy. cái chức danh đấy là sẽ thuộc về anh đúng không, Đúng xuất đúng sắc nhất đúng. tuần. Thế là Sao sao? bị cạnh tranh thế mày Sếp ơi, sếp anh xem này. xét làm sao ấy mà sếp gọi là giảm giảm tội cho thằng em một chút xíu để sớm về với gia đình công ty Anh đấy. hiểu, đẹp ơi, anh hiểu, anh Ok, hiểu. thôi, À, em chịu thấy chịu. chưa? Hôm nay Rồi, đây đúng bôi đấy. em có chia sẻ anh, hôm nay em bật bật điện thoại lên đúng không? Em bấm vào phần dịch vụ ở gara, em thấy mỗi em với A Cơ còn người thân nào để đi tù chung để đón em gặp mặt em lần cuối trước khi em ra đi mất.
Buồn. Không, đây là đang bảo trong công ty. Đang bảo trong công ty. Còn người thân bạn bè ở ngoài thì không nói. Tất nhiên là người đặc biệt nào đặc biệt nhất ở trong cuộc đời em hôm nay cũng xuất hiện ở đây rồi. Em rất là cảm ơn mọi người. Gửi lời thì gửi lời đi. Rồi, người tiếp theo đi, nhanh tốn thời gian của nó đi đâu. Bay mất. Nhanh đi, mất thời gian thế nhỉ. Thôi cho Vân cuối cùng đi, thằng lời le nói nhanh đến thằng Phát đi. Sao đây? Chị Phát đây. À anh Phát. Phát nói trước đi. Cái gì mà chị Phát? Sao Lạng Sơn này? Kiểu gì? Ok. Thôi lời le, lời le. Thẻ ông héo luôn. Thằng lời le nói gì, lời nhanh lên. Mày có nói muốn nói gì với anh không? Bạn bảo Lạng Sơn là như nào? Thì tôi quý bạn, đấy là nguồn gốc của quê quán của tôi, các bạn. Tôi Lạng Sơn. Tiếp đi, lách đi. Thằng này lách đi. Thế thôi, tôi chỉ nhấn nhủ là Vân cứ để tôi lo thế nhá. Cái gì đây? Ôi giời ơi, tới công chuyện. Thay mặt cho anh em Lạng Sơn Family bây giờ, sao đây, lòi le. Mày hát lại đi anh chó, tên lòi le. Ok. Xếp này là rồi xúc phạm mình. Đúng rồi, xếp xúc phạm mà, xếp xúc phạm đến phẩm người ta này. Đúng. Xếp lỗ tai xếp. Và anh lòi le ạ. Anh Dép ơi, em muốn gửi một bài hát tới anh. Anh có nhau. Hát luôn, hay quá nhỉ. Hát đi. Tao buồn lắm. Được. Mày hát đi, coi như là mày hát rồi. Em là để mua. Hiện tại là hết thời gian thăm rồi đó, ai muốn nạp thêm thì phải tính thêm tiền nha. Ok, nạp VIP à. Rồi nha, hát nhanh lên. Hát đi. Đây. Vì ngày hôm nay Vân cưới rồi. Vợ trái tim đau đớn trong đẹp. Người đàn ông may mắn đây, từ nay không phải đẹp. Ok. Chỉ biết đứng yên lặng nhỉ. Xem đi anh, để phá cửa. Phá cửa. Anh đừng cản em, sẽ đừng cản em. Sẽ bỏ tay ra. Sẽ đừng cản em. Mẹ may cho mày có cái lớp kính rồi nhá. Rồi, tôi phải giữ anh bình tĩnh, không đây tôi giữ anh bình tĩnh thôi. Rồi. Thằng kia hát xong chưa? Mày hát nhanh mẹ. Xong rồi. Hát không đóng góp gì. Tao đi tụ. Anh à. Anh ơi, để em bảo. Xong hết chưa? Không phải lo nhanh đáp. Chị Vân thì cứ để em ăn ở ngoài kia lo. Em sẽ tổ chức đám cưới cho chị Vân. Cái gì đây? Cái gì đấy mày? Mày giỡn mặt tao mày? Sếp ơi, em có được đấm thằng này cái không sếp? Rồi, đấm em. Rồi, chị cuối vào đây, chị Bạch Thị Vân vào đây. Đây, người quan trọng nhất của đời em đây rồi, mọi người để em nói chuyện nhé. Anh Huy thu thêm tiền đi, hết tiền rồi. Ok, nhanh đi, nạp thêm đấy. Hết giờ làm việc rồi, nạp thêm đấy. Ôi anh đây. Trời ơi, Bồi. Anh quay, đồng chí quay, đưa thằng lời le ra ngoài. Vâng anh, cầm hồ em, thằng lời cái. Hai cái thằng lời le này, láo thật. Vân à? À, dạ vâng. Ngồi trật tự được chưa ạ? Để cho tôi nói chuyện ạ. Ok nhớ. Chị để FB buy hay sao ấy? Không, để cho em nói chuyện một chút thôi mà mọi người em đi luôn đây. Thật ra cái chuyện anh... Từ, khoan, có cần nhạc buồn không em? Không. Trời ơi, anh này phá quá trời. Trời ơi, đang vào form rồi. Đang vào form mà. Để anh thêm nhạc buồn vô cho em nhá. Đừng bán quyền nhá. Nhưng mà bật nhỏ thôi. Rồi em, rồi em nói. Đưa cái thằng lòi le ra, đồng chí quay ơi. Sếp, còng của thằng lòi le, nó mất trật tự quá, sếp quay ơi. Còng của em cái. Mẹ ai cái sừng bây giờ. Thật ra là cái chuyện mà anh đi tù là cũng một phần lỗi của em, tại vì là anh ở ngoài xã làm hội. Bài letter anh làm quá nhiều việc xấu mà lúc nào mọi người và em cũng bao che cho anh hết ấy. Nên là cái ngày hôm nay là rất là xứng đáng cho anh. Nên là em có một cái đề nghị ấy, là nên gấp 5 lần thời gian đi tù để ok. À, để cho bạn em có thể là sám hối ở trong tù và làm được những cái việc tốt hơn khi ở trong tù. Đấy, với lại là em cũng có mua cho anh một chút quà rồi ý, thì anh cứ ở trong tù gặm nhấm cái nỗi đau với lại nỗi buồn bằng cái chút quà mà em mua nhá. Em có mua cho anh 2 bịch khô gà của Missy Food với lại 2 bịch khoai lang sấy của cái chị gì bán trên mạng nổi tiếng ấy. Đấy thì anh nhớ ăn hết xong rồi cải tạo cho tốt rồi ra tù anh nhá. Vâng. Nhưng mà Vân ơi. Sao ạ? À quên. Còn cái giấy chứng nhận của anh ấy, còn cái giấy chứng nhận của em anh cầm ấy thì bây giờ có cách nào mà anh gửi cho em được không nhỉ? À không, đây là kỷ vật rồi. Nếu mà sau này anh ra tù mà anh có thấy em đi với một người đàn ông khác thì đó cũng như là cái thứ cuối cùng gọi là kỷ niệm của anh và em, hiểu không? Thế đi, bây giờ em nói chuyện nghiêm túc với anh nhá. Thôi nghe căng thẳng quá. Anh sợ quá, em nói gì có đau lòng không, có sát thương, có cao không? Em yêu người khác rồi.
mà không phải là người ấy cũng như đẹp rất tuyệt vời. Những cái cô gái ở bên ngoài mà trước đây mà anh từng tán tình cho đến tận bây giờ thì em sẽ cố gắng để giúp các bạn ấy không bị buồn. Em sẽ gặp các bạn ấy để nói chuyện với các bạn ấy. Tán tình ai bao giờ? Trời giời ơi. Rồi ơi, sao em nói như kiểu anh tệ vãi cả bưu tệ vậy Vân, ở cái thành phố này nhá. Nếu mà gọi em là em muốn kể tên các bạn ấy ở đây đâu. Làm em kể thử tên ra xem nào, em kể luôn, em chơi cháy luôn đấy. Anh Tán này. Để hay để anh kể cho. Thôi làm gì có ai. Em với. Ai? Em cũng biết một vài cái tên đấy. Ai tên nào? Tên nào? Em cũng biết một vài cái tên. Tên ai nào? Phùng Khoa quả kể đúng là có tiếng tinh tinh vang lên này. Ok ok. Đúng rồi. Người mà đẹp xem quan trọng nhất trong thành phố này ba người. Một là em, hai là anh, ba là một người bạn của anh nữa tên là Linh. Đấy hết. Đúng. Đó. Hay quá. Anh tôi đó. Đáp án sai. Đúng. Sao đó, em thử cho anh đáp án xem nào. Để em nào. Nó có sách mách phải có chứng chứ. Tinh tinh vang lên. Đúng. Ôi, em đã bảo là em sẽ giữ sĩ diện cho anh. Ôi, hóa ra là không biết. Hóa ra là không biết. Nhưng mà anh bảo Vân nhá, anh hôm nay ở đây đông người, anh bảo luôn. Trong thành phố này, anh là gia ngộ, ok, anh làm điều xấu. Nhưng mà anh có lươn dối trá với tất kỳ ai, nhưng mà anh chỉ có mình em là anh thật lòng. Mà hôm nay em đến đây muốn anh gấp 4, gấp 5 lần hình phạt, anh không hiểu luôn đấy. Em không thương anh hả Vân? Thế thì em lại nói lại cái câu nói của chúng, của mọi người hay nói đó là yêu thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Đấy, tất cả mọi yêu người yêu thương anh nên là cho bùi đúng không? Cho bùi hay là cho bùi? Yêu cho bùi cho vọt à. Cho nên là anh phải đi xong rồi anh cải tạo cho tốt, và mọi người có đánh anh có hành hạ anh thì cũng là vì mọi người yêu thương anh thôi, biết chưa? Nhớ chưa? Trong đây có em không? Góp vui thì vùi phong bì vào đây mặt cười. Có tất cả mọi người cả, biết chưa? Không, anh thích mình em không? Ok, sợ khóc rồi, không được khóc. Không, anh có khóc đâu, anh một người đàn ông mạnh mẽ mà. Dù em có tệ như thế nào thì anh không khóc mà. Cái gì đấy, thôi. Anh là sao? Anh đi tàu quay. Ok. Anh em vui thế nhỉ? Thôi thì lời cuối thì em cũng xin lỗi mọi người. Vì em đã sai. Và em sẽ nhớ mọi người nhiều lắm. Em yêu mọi người nhiều. Thôi không sao anh ạ, cố gắng đi tù cải tạo cho tốt rồi ra ngoài lại đi làm việc xấu với mọi người tiếp nhá. Ok, anh phải là người tốt chứ, không là người xấu. Lưu ý nha các đồng chí. Em nói nhầm, anh xin lỗi. Ra ngoài rồi lại vui chơi với mọi người anh nhá, rồi lại làm một nhân viên xuất sắc của gala anh nhá. Đúng. Rồi. Thôi bây giờ đến lượt anh Huy phát biểu, anh Huy với cả anh Vân viện trưởng là có điều muốn nói. Quay ơi. Ở ngoài lỗ 20 phút người... thu phí thêm giúp anh. Dạ. Anh đem ơi. Dạ. Ở đây nghe tòa tuyên án. Vâng. Rồi, xin mời anh thì em muốn ở trong em này ơi, để lao động trong này hay là muốn lao động Covid ở bên ngoài thì hiện tại thì bên anh. Sĩ sẽ cho bên bác sĩ hiện tại bên bên nhà nước đang thiếu mấy thằng kia trật tự đang nói trong này. Bên nhà nước mình đang thiếu nhân lực đó, thì đang mong muốn em đây đứng dậy bên ngoài không? Quý trọng đứng dậy đây. Có ạ. Thực ra là bây giờ em thì biết lỗi lầm của em rồi ấy, và em cũng muốn cải tạo đây, để anh nói cho mình nghe, làm một người thằng tốt hơn ở trong đẹp. Nó muốn được cải tạo tốt anh ạ, nó muốn trở thành một người tốt, muốn làm những điều tốt, nó muốn làm những cái tội lỗi của em, những cái sin của em để những cái tội lỗi được trôi đi. Và em biết lại cái sếp tốt với em nhưng mà xấu với bọn anh em à. Thằng khoa học nó bảo là tốt với em nhưng xấu với bọn anh. Okay. Thế bây giờ bên có bên Huy bên nói này. Bên bệnh viện mình á là có bên bệnh viện mình có á, cần công có việc cần á. Cho em lao động em có cần công em, việc á để anh bị trưởng này phổ biến cho em. Nghe được cái này. Nghe được ạ. Thì em cũng bảo với mọi người là em đã thụ án được tính đến thời điểm này là 48 năm rồi, còn 24 năm cuối. Thì em trong cái 24 năm cuối này em muốn làm những cái gì nó thật là tốt, thật là để kiểu chứng minh cái lòng sám hối của em ấy. Đấy, để em có thể ra tù và hòa nhập lại với mọi người sớm hơn ạ. Thì em mong là bên chính quyền tạo điều kiện cho em để em có thể ra tù một cách sớm nhất ạ. Lao động Covid. Vâng, lao động Covid. Đúng rồi, các người
cái này chú thấy bên vị của anh hiện tại là đang rất là thiếu người, cần những cái người như em về để mà cống hiến cho thành phố. Cần những người đẹp trai tài giỏi như em đúng không anh? Bỏ phần đẹp trai nha. Ok. Lao động công ích này thì em có lương mà tầm 50.000. Em đang lao động công ích làm sao mà em có lương được em? Ok, sao? Thế em nghèo chết mẹ. Cảnh sát rồi. Ok, cái này là em đang là người bị phạt cơ mà, em sao em? Đổ cái anh này, cái này anh này ôm em xong một cái bùi của anh cả vào đất em nè. Nhưng mà ok. Nhưng mà đã vào đến đây rồi thì anh thử cho em đi một cái gọi là tour đâu không? Là sự thật chứ tour tủ. Xong rồi em sẽ muốn đi cái bảo em làm gì em làm. Để em có thể hòa nhập với mọi người sớm hơn, anh làm gì em làm thề. Em thề. Thì nếu mà hiện tại theo cái mức án phạt của em á là em phải ngồi trong đây 48 tiếng. Anh ngoài, ở trong này. Thì cái việc mà ngồi 48 tiếng á là một cái việc rất là không thì cái này là nhà tù của anh. Ngồi trong đây 48 tiếng rất là lâu. Vâng. Cho nên đâu, bên nhưng anh... mà cứ cho em nó đi một tour 24 giờ thì... tù đi. Trời tới công chuyện thì... vậy. Thì vâng. Bây giờ bên anh giải quyết á, là sẽ cho em đi lao động công ích bên bệnh viện. Ờ 6 tiếng, 4 tới 6 tiếng một ngày để cho em hỗ trợ bên nhà nước thì em sẽ được giảm án. 4 đến 6 tiếng thì ví dụ bây giờ là 10 giờ 17 đúng không? Là em phải làm đến tận sáng ngày hôm sau 6 giờ 17. Em mới xong. Đâu? Thì tới công chuyện vậy. Bây giờ mình tính cái giờ bên trái thôi em. Bây giờ đang bên trái em ơi. Thì bây giờ em phải làm đến khoảng chừng 12 giờ thôi được rồi. Là 4 tiếng á. Em sẽ phải trực ở bệnh viện đến khi trực những người kiểu như người có người dân bị thương thì em sẽ lái xe thế, những người dân bị thương về bệnh viện. Trước khi em quyết định thì anh có thể cho em xem sự lựa chọn một là gọt khoai nó trông như nào và rồi đem trong này đứng trong này hiện tại thì không có gọt khoai, em chỉ có đứng trong này đứng yên trong này thôi à. Dạ thì em tự kỷ à, thế ví dụ bây giờ cái nhu cầu của em cần thì cái lọ có không ạ? Có cái lọ không anh? Ok. À không có lọ. Không có lọ đâu, em tự thiếu tiện đi chứ đấy. Tự làm cái lọ đó. Ra đây anh đọc lại, anh đọc cái dòng chữ trên này đi. Đâu, cái gì ạ? Đây nè. 12 giờ gặp nhau ở phòng tắm và mang theo xà phòng. 12 o'clock. Meet in the sound of bring the soap. Sao đấy em? What? Anh thấy chưa? Em lở hoa sao sếp? Ê, em bảo ra ngoài lao động công ích đi. Thế để em tập trước. Không em ơi. Đâu sếp, em thấy giá em đồng sếp. À không ạ. Vâng. Được. Thôi. Thế thì trong này chắc là em chết mất thôi. Thì anh canh cho em sẽ đi xem đúng một vòng luôn để xem em cuộc sống. Dẫn em đi một vòng. Khổ không? Mọi người ơi, em đi đây. Mọi người ở lại mạnh khỏe. Bye bye. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm. Nhớ những gì em dặn đấy nha. Này bao giờ ra tù đưa 5.000 nhá. Ok. Trời không hiểu luôn. Phải đi rồi. Nhà tù nó như thế nào? Vâng. Cho em dẫn đi, cho em đi coi cái sự sợ hãi của nhà tù. Đi vào đây. Nó có đáng sợ thật không anh? Đáng sợ lắm, em đi đi cho anh. Đấy, sắp chớp thấy chưa? Ui giời ơi. Xong nó như là nghĩa trang rồi anh. Xong vào trong này cái là sấm chớp và bầm luôn mà. Báo luôn mà. Ui giời ơi. Anh chạy nhanh, tôi chỉ cho này, ghê lắm. Anh ơi, khóa cửa rồi. À nhầm đường. Trời ơi, cảnh sát còn không biết. Nhầm đường. Ui, thế thì em ghi nhớ này để tí em trốn thu ra được không ạ? Được. Trời ơi, ngày em đi trời đổ cơn mưa. Minken đã uy xem 10.000 đồng. Điều kỳ diệu phòng giam số 7. Tôi cầm súng giãn á, trong này ghê lắm. Có ai không? Ui dồi ôi, trời ơi, có em ở đây là tay đấm quyền anh số 1 thành phố mà anh phải lo anh. Đâu có lo cho em đâu, anh lo cho anh mà. Ui dồi ôi, nghiệp vụ kìa. Ui dồi ôi. Đi vào đây đi. Vào đây ạ. Ui dồi ôi. Đây là nhà ăn của em. Nhà ăn à? Vâng, anh đợi tí. Đây là nhà ăn của em. Xin chào quý khách. Vâng, xin chào tất cả mọi người nhá. Thực hôm nay thì tôi đang đi tù. Cất điện thoại vào. Không được live stream ạ. Không được live stream hôm nay. Em đang tưởng live stream. Xin chào quý khách. Chào mừng các anh đã đến với phòng ăn của nhà tù Lên Ba. Không biết ngày hôm nay anh muốn dùng món gì? Ủa đây là món gì hả sếp? Đây là trâu già thích gặp cỏ non đúng không ạ? Không, đây là chè Thái. Chè Thái ạ, trông như đậu thế. Chè bảy màu. Thế đây là món gì ạ? Trông như kiểu bạch tuộc chiên này. Đồ ăn ở trong đây. Vàng vàng này, cái vàng vàng này á.
Vâng, nó khoai tây ạ. Bạn này là cát chiên. Cát chiên. Bạn cát chiên để mà chết tảng. Đây là món gì ạ? Đâu, món nào? Đây đây đây, món lung như kiểu món này gọi là món hầm bà lằng. Hầm bà lằng. Đá bê lầu. Đây đây đây, món gì ạ? Pizza à anh? Món ơi trời ơi, sao lại pizza? Đây là món dâu tây nhồi trứng. Má mà sao ăn anh ơi. Đây là đây, đây, đây. Mì sao không? Mì sao không? Đây là mì không người lái. Mì không người lái. Xanh xanh là matcha đúng không anh? Còn đây là mướp đắng. Không, đây là mướp đắng, khổ qua. Úi trời. Anh ơi, đấy. Anh ơi, nhưng mà cho em hỏi nhé. Đây đây đây, một cái suất cơm tù trông nó sẽ như thế này đúng không anh, mọi người? Đúng rồi. Quá, đó đó. Trong này thế ví dụ mà em bị tiêu chảy thì em có được gọi lực lượng chức năng của em tiêu chảy em lăn lên em chết thì có gọi là 911 đúng không? Tiêu chảy là tiêu luôn đấy. À, thì là tự đi tiêu thôi. Thì tại công ty nhân. Đây, một suất cơm đây. Đấy. Ui dồi ôi, sao toàn gì không này sếp? Bảy sắc cầu vồng à? Không, nhưng mà có cái này, có hai này ăn được này. Cái gì đây? Hai cái lọ này. Ôi, có cái lọ. Mô tạng. Ôi, nhưng mà sếp ơi, cái lọ này to quá, có lọ nào sai nhỏ nhỏ hơn xíu đâu em người châu Á. Không, không được thì em lấy cái cốc đi. Lấy cái cốc nước kìa. Cái lọ trời ơi, vô tù có Coca, Sprite các thứ, muốn gì nữa. Ủa, đây là giấy chủ đít à? Ui dồi ôi. Ồ nó sao khắc kìa. Ôi anh nào mà anh. Ồ. Anh đây Lukaku đây. Lukaku và em trai Lukaku ủa. Tức là anh là sáng là đi đá ngoài hàng anh còn chiều là đi làm bảo vệ à anh. Đúng rồi, anh cà sướng thế nhỉ. Quản ngục. À quản ngục à? Vâng, chào anh. Còn ở bên kia là anh Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Ừ. Vâng em chào anh. Anh ơi anh đá như con cặc, bạn một đều thấy con cặc nào anh. Thể không hiểu kiểu gì. Em hơi giận anh rồi nhá. Đây đây. Anh này mới gặp Ligi hat-trick đấy. À mà ghi hát chích cả vầng, đấy là vòng 1 thôi, vòng 2 thì anh ấy đá như cái đầu buổi ấy. Để chịu anh. Thế. Em fan MU 20 năm nay rồi, nhưng mà đến năm 21 thì đá với những đầu buổi. Cửa này đóng rồi, chỉ có như đây thôi hả? Thế là người đóng rồi. Ôi dồi ôi, thế thì em ở trong này thì em bị trầm cảm ra nào sếp? Thì đấy. Đó, cuộc sống trong tù em nghĩ là hôm qua là em đã bị giam cầm 24 tiếng là em thấy là buồn lắm rồi. Nay mà 24 tiếng nữa mà em phải ấy là em chết mất thôi anh ạ. Còn nên anh cho em làm cái gì có công có ích cho xã hội đi. Tôi bảo rồi, anh đi lái xe cho bệnh viện là công ích nhất rồi đấy. Hôm nay em phải đóng giả lập làm bệnh viện đó. Ủa thế con đi cùng chị y tá nào không anh sếp? Đây có. Ủa, có chị đi cả chị Mây. Ô chị tháng năm. Được không? Yes. Hay là thích đi cả chị Mỹ. Chị nào cũng được. Ờ em phải tự đi em phải ở bệnh viện sau đó có người bị thương thì em sẽ đi ra đó em đón về thôi ạ. Vâng 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 vâng. Anh Huy tôi làm suất cơm rồi tôi ra sau nhá, anh ra trước ăn. Ok ạ. Cho làm suất cơm với. Ờ thế đây ngồi đây ăn chung. Đấy ra đây ăn, đấy trong đấy là nấu. Cho em nấu với. Ấy. Anh là bữa rồi anh lấy rau xanh không? Thế mọi người hôm nay làm suất cơm đi ạ. Rau xanh. Anh sờ cái gì của tôi? Rau xanh để làm gì? Thả lách kiểu rồi ôi. Ủi anh ăn heo thì thế này bảo sao đầu anh. Thôi, không có tóc. Tôi ăn đấy đi. Vâng. À, em mời anh nhá. Rồi ok rồi. Mời anh nhá. Tôi làm chai nước. Em quyết định là ở trong này hay là em muốn ra ngoài lao động công ích cho tôi sau anh. Sau khi mà em tham quan cái chỗ này đúng cái hôm trời đổ mưa u ám này em nghĩ ở trong này em chết mất thôi mọi người. Thật là sự em chết mất thôi. Mọi người cho em ra ngoài gọi đúng là tù án treo hay là cái gì chứ còn em ở trong này có khi em chết mất thôi anh ạ. Vâng, nếu mà mọi người có bắt em ở trong này mọi người bắn em luôn đi cũng được. Em không muốn sống. Đây thì đi ra. Vâng. Tại thì em phải đi lao động công ích 2 ngày. Vâng. Thôi, nếu như em không muốn ở trong này thì anh sẽ cho phép em lao động công ích 2 ngày. Vâng. Thì công việc thì bên bác sĩ sẽ phổ biến cho em. Vâng, thế nhưng mà cái vấn đề là gì nhở? Nhưng mà sếp bảo nào lao động công ích không có lương, hôm nay nghèo quá sếp. Ờ kìa, em bị mình ban tội thì em còn đòi lương nữa. Thế thì phạt làm gì? Trời ơi, hôm qua tôi ngồi tù với công, chẳng qua tôi không on stream thôi. Đòi lương thì không thể nào được. Tôi ngồi tù hôm nay ấy. Vâng, nhưng mà nó chả có gì lên stream thì đéo là ngồi tù đúng không? Cho anh Huy chọc mấy ấy. Thì đó, chỉ có hai vấn đề vậy thôi. Vâng. Thế em xin quyết định lựa chọn cuối cùng của em là lao động công ích ạ. Thì bên lao động công ích thì nó phụ thuộc vào em cần qua phải ngồi trong đấy tiếng nghe theo lời bên bác sĩ nhá. Bác sĩ sẽ quản lý em. Có người giám sát em. Sao? Eo. Xong rồi anh. Em này không chịu nói nhiệt rồi. Vâng. Vừa đi ra cái trời đổ cơn mưa. Vâng. Chịu anh ơi. Em chết trong này mất thôi. Vâng, nhận lương. Ủa ấy. Vlog hả anh? Để post cái được không? Anh chụp em kiểu đẹp cho em up Facebook cái. Mấy nghìn like. Ơi, sao anh? Chụp em cái anh ơi. Yes.
chậm nè. Được rồi, rồi anh up em lên Facebook nhá. Anh cắt bờ cáp thả thính như thế nào cho nó kiểu chất anh nhở? Kiểu cáp anh nghĩ cho em một cái caption được không anh? Nghĩ cho em một cái caption để em up bảo hôm nay anh đi tù. Xong rồi gì nữa nhở? Cái gì vần với ủ nhở? Ok, anh đem mắt kiến không tháo được ta, cay thật. Không tháo, anh tháo rồi không mà. Chụp được rồi, em tự chụp đi. À vâng, em đang tự chụp rồi, đây. Từ từ, đem map lên mạng xã hội luôn. Úi trời ơi, đẹp trai. Ôi em bắt lên Facebook chắc mấy nghìn like. Em ơi, đừng xài điện thoại nữa, bắt bị phạt nữa bây giờ. À, đó. Đi về bệnh viện đi rồi xài. À, đây, không xài điện thoại đâu anh. Em cứ chụp hình trước đi rồi về bệnh viện up. Vâng, em chụp bằng